Xin chào các bạn khán giả của kênh Hậu Trường Thể Thao. Chúng mình đang có mặt tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đây là buổi tập thứ 3 của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nhân vật đáng chú ý nhất trong buổi tập ngày hôm nay là Công Phượng. Và hãy cùng xem Công Phượng có mặt thể hiện ra sao. Buổi tập ngày hôm nay của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 20:30 tối. Trên màn hình các bạn để thấy đó là Hùng Dũng, Thành Trung, những cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã lên tập trung sau trận đấu của Cúp Quốc gia. Buổi tập ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam được chia thành hai nhóm, một nhóm thì tập vào lúc 17:30 chiều, còn một nhóm thì tập vào lúc 20 giờ. Có thể thấy là huấn luyện viên Chu Dê đã cố gắng để chia ra những nhóm nhỏ và ông có thể dễ dàng kiểm soát hơn những cái buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Và trong buổi tập ngày hôm nay đáng chú ý nhất chúng ta có thể thấy đó là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Có lẽ là lâu lắm rồi thì chàng tiền đạo quê xứ Nghệ mới có cái đợt tập trung đội tuyển quốc gia, và phải đến ngày hôm nay chúng tôi mới được có một buổi tác nghiệp của buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Chắc chắn là những hình ảnh của Công Phượng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả. Công Phượng đang rất tập trung cho cái bài tập khởi động đầu tiên của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Có thể thấy là việc tập vào lúc 20:30 sẽ khiến cho các cầu thủ thay đổi cái nhịp sinh hoạt, thói quen. Có thể thấy là như ở câu lạc bộ thì các bạn ý sẽ tập vào lúc khoảng 17 giờ và sẽ có những cái bữa cơm tối vào lúc 19 giờ hoặc là 20 giờ. Nhưng mà việc tập vào lúc 20:30 khiến cho các cầu thủ họ buộc phải ăn muộn hơn hoặc là ăn sớm hơn hẳn. Ví dụ có thể ăn vào lúc 17 giờ, sau đó thì các bạn ý sẽ có một quãng nghỉ trước khi bước vào buổi tập để tránh bị gây đau dạ dày. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam của chúng ta dưới thời huấn luyện viên Chu Dê lúc nào cũng rất là nặng. Các cầu thủ sẽ phải tiêu tốn một cái lượng vận động rất là lớn và điều đòi hỏi là họ phải đi bù đắp đủ chất dinh dưỡng để chuẩn bị cho từng buổi tập và tránh những cái chấn thương. Công Phượng đang nở một cái nụ cười. Anh đang mặc áo bib màu xanh cùng với nhóm của những cầu thủ như là Khuất Văn Khang, Xuân Mạnh. Bên cạnh đó, một số những cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 Việt Nam cũng được tập cùng đàn anh. Việc huấn luyện viên Chu Dê luôn luôn kết hợp giữa nhóm đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tạo nên một cái không khí vô cùng hứng khởi. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực hết mình nếu như muốn có tên trong cái danh sách cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tham dự những cái trận đấu gặp đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup. Indonesia thì đang nhập tịch rất nhiều những cầu thủ đến từ Hà Lan. Họ đã nhập tịch, có thể thấy là danh sách hiện tại của họ là 9 cầu thủ sẽ được góp mặt ở trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra thì còn 2 cái tên nữa đang cố gắng để nhập tịch. Việc có rất nhiều những cầu thủ xuất thân từ châu Âu họ sẽ góp mặt trong trận đấu chung lần này sẽ khiến cho đội tuyển Việt Nam chúng ta gặp nhiều khó khăn. Có thể thấy là chúng ta đang thua Indonesia ở Asian Cup và giờ họ sẽ phải tìm ra một cách nào đó, huấn luyện viên Chu Dê sẽ phải tìm một cách nào đó để vượt qua đối thủ này tại vòng loại World Cup nếu như chúng ta muốn tiến vào vòng loại 3. Nếu như không vượt qua được Indonesia thì thực sự là chúng ta sẽ không còn cơ hội nào cả, bởi vì Iraq chắc chắn rồi là họ sẽ mạnh hơn chúng ta rất là nhiều và rất khó chúng ta giành được chiến thắng. Có thể là Công Phượng trong quá trình vừa rồi thi đấu Nhật Bản và huấn luyện viên Chu Dê đã đích thân sang Nhật Bản để kiểm tra phong độ của anh, cũng như và ông đã quyết định gọi anh trở lại. Chắc chắn là Công Phượng sẽ là một cái mũi tên quan trọng mà huấn luyện viên Chu Dê sử dụng để tấn công hàng phòng ngự đội tuyển Indonesia. Công Phượng, Tiến Linh đều là những cái tên mà có lẽ bóng đá Indonesia họ không lạ gì cả, bởi vì trước đây dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì những cái tên này đã đều thi đấu và đối đầu đội tuyển Indonesia. Bên cạnh đó thì những cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 Việt Nam sẽ có một cơ hội để tập cùng những người đàn anh. Và biết đâu đấy thì có thể trong trận đấu gặp đội tuyển Indonesia họ sẽ không được sử dụng bởi vì họ không được đăng ký trong danh sách 30 người. Nhưng mà trong tương lai có vẻ huấn luyện viên Chu Dê sẽ dành nhiều thời gian để lựa chọn những cái tên xuất sắc của thứ U23 lên đội tuyển quốc gia. Và những cái màn trình diễn của họ trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ được huấn luyện viên người Pháp chú ý. Bài tập khởi động của đội tuyển Việt Nam luôn luôn là rất kỹ càng bởi vì là để tránh những chấn thương trong buổi tập. Công Phượng ngày hôm nay thì đi một đôi giày màu đen. Bên cạnh đó mái tóc của anh thì khá là dài. Có lẽ là việc ở Nhật Bản nên là phong cách của Công Phượng cũng khá là Nhật Bản đấy. Bởi vì là theo mình thấy thì ở Nhật Bản rất nhiều những thanh niên thích để tóc dài và túm gọn lên.
Công Vượng sẽ cần phải chứng minh được mình ở trong các buổi tập để có tên trong danh sách cuối cùng gặp đội tuyển Indonesia. Nhưng theo mình nghĩ thì có vẻ việc huấn luyện viên Chu Dê gọi trở lại Công Vượng chắc chắn là ông đặt rất nhiều niềm tin vào chàng tiền đạo quê xứ Nghệ. Áp lực mà huấn luyện viên Chu Dê sẽ phải nhận là rất lớn, bởi vì là đây là hai cái trận đấu vô cùng quan trọng then chốt. Nếu như chúng ta không có những kết quả tốt thì có lẽ là tương lai của huấn luyện viên Chu Dê cũng sẽ rất khó để tiếp tục ở lại bóng đá Việt Nam. Các cổ động viên chắc chắn rồi, cũng như chúng tôi là những người rất mong rằng đội tuyển Việt Nam sẽ có những kết quả tốt. Tuy nhiên là thực sự trong bối cảnh hiện tại, trước mặt chúng ta là đội Indonesia, một đội bóng được gọi là đội tuyển Hà Lan thu nhỏ, thực sự là sẽ rất là khó khi mà các cầu thủ đến từ châu Âu họ sở hữu một cái nền tảng kỹ thuật và nền tảng thể lực rất là tốt. Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ cần phải cực kỳ tập trung và phát huy tối đa những cái khả năng về mặt kỹ thuật, đặc biệt là về mặt hiểu nhau, bởi vì các cầu thủ của chúng ta đều là người Việt Nam và điều khẳng định chúng ta tại đấu trường châu lục chúng ta đều là người Việt Nam và chúng ta thi đấu vì màu cờ sắc áo. Còn ở bên phía đội tuyển Indonesia, rất nhiều những cầu thủ thi đấu vì đồng tiền, thi đấu vì những cái mục đích khác nhau. Đó là những hình ảnh cuối cùng trong video ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh Hậu Trường Thể Thao.